Đến 21 giờ ngày 6 tháng 8, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến một người chết và hai người trọng thương tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mới được xử lý xong. Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, tài xế Ngô Văn Danh, 27 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, điều khiển xe tải mang biển số 60C02970 hướng từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi đến đoạn thuộc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, anh Danh dừng xe, băng qua bên kia đường mua đồ ăn tối. Cùng lúc này, xe máy mang biển số 60B537096 chưa rõ người điều khiển lưu thông hướng từ Vũng Tàu về Đồng Nai lao tới tông vào người anh danh. Sau đó chiếc xe tông tiếp một xe máy khác mang biển số 18H25079 đang lưu thông phía trước, khiến xe này trồm lên tông vào ô tô 7 chỗ mang biển số 60M3168 đang đậu bên lề đường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, hai người đi xe máy bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhân tin báo, công an thành phố Biên Hòa có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông.